ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Đối với em thì em có hai mối tình. Một mối tình là từ cấp 3 sang đại học, là kéo dài 3 năm. Còn mối tình thứ hai là từ năm 2 đại học cho tới lúc em ra trường được 2 năm. Hai mối tình sinh viên vậy thôi. Dạ đúng rồi. Mấy mối tình rồi? Chỉ là người lạ thoáng qua thôi anh. Chỉ là người lạ thoáng qua thôi anh. Mối tình thứ hai thì sau khi ra trường thì em có đi làm, cũng quen một bạn ở kế toán ở công ty. Trong cái thời điểm đó dịch ra, rồi em về quê thì bạn đó ở Sài Gòn. Cũng có nhiều bạn cũng theo đuổi cái bạn nữ đó. Kiểu mình ở xa, với lại là mình không có điều kiện đúng không? Dạ. Còn bạn kia thì ở gần hơn. Cuộc tình ngọt ngào em đã cho anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai. Gì hú dữ vậy? Đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình rồi một chút nữa tôi qua tôi chiêm ngưỡng sao. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào chú Quỳnh Linh cũng như là anh bên kia. Thì em là Trần Thị Quỳnh Uyên. Năm nay em 25 tuổi. Và hiện tại em đang sinh sống cũng như làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Em đang làm công việc tự do. Tự do là làm gì? Dạ em đang làm mảng truyền thông. Em đang ở với ai? Dạ em đang ở với em gái. Quê mình ở đâu vậy Uyên? Dạ em ở Phú Yên rồi chị. Mời em trai. Dạ thì lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và quý vị khán giả và chào bạn nữ bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Hoàng Ngọc Hải. Em đến từ Ninh Thuận. Hiện tại thì đang là kỹ sư điện, công tác tại tổ bảo trì của công ty thép ở Bình Dương ạ. Em sống Bình Dương luôn? Dạ đúng rồi. Em sống dài Bình Dương Hải? Dạ hiện tại thì em đang ở cùng với đồng nghiệp ở ký túc xá của công ty ạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào nhà gái? Điểm mạnh là không biết nấu ăn, khá là độc lập về công việc cũng như là tài chính. Rồi còn điểm yếu? Nó đang xen một xíu điểm mạnh, nó là bị điểm yếu đó là độc lập độc hại. Độc lập độc hại. Dạ tức là khi mà mình độc lập độc hại quá thì mình sẽ không có nhu cầu là mình cần ai. Cảm thấy mình khá là tự hào khi mình làm được tất cả những cái việc đó. Ví dụ như em có thể tự bê một cái thùng nước chẳng hạn. Thì nó gọi là độc lập độc hại. Độc lập độc hại. Nhà gái là nói chung là quá độc lập luôn, quá tự lập luôn nên đôi khi là nó cũng không tốt lắm. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì em thấy bản thân mình thì cũng là nhiệt tình trong công việc, với chịu khó, siêng năng. Với lại thì bản thân em thì cũng không thích hút thuốc, cũng thường xuyên chơi thể thao, tập gym với lại đá bóng. Bản thân em cũng tự lập từ sớm nên mấy công việc về gia đình chẳng hạn như là đi chợ nấu ăn hay là nội trợ, nói chung là giúp đỡ gia đình á, trong đó thì em làm được hết ạ. Còn khuyết điểm thì em thấy bản thân mình trong công việc là đôi khi như cái là hơi nóng tính một chút xíu, cũng chưa có biết cách để chăm sóc, tìm hiểu một người phụ nữ như thế nào á, cũng hơi nhút nhát. Vậy mấy mối tình rồi? Em thì cũng chỉ là người lạ thoáng qua thôi anh. Chỉ là người lạ thoáng qua thôi anh. Là mối tình rồi sinh viên là bao lâu? Sinh viên là tầm khoảng 4 tháng anh. Cũng đơn phương rồi. Đơn phương, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì sau khi ra trường thì em có đi làm, cũng quen một bạn ở kế toán ở công ty. Cũng được 4-5 tháng. Nhưng mà trong cái thời điểm đó dịch ra, rồi em về quê thì bạn đó ở Sài Gòn. Thì trong cái thời điểm đó thì cũng có nhiều bạn cũng theo đuổi cái bạn nữ đó. Kiểu mình ở xa, với lại là mình không có điều kiện đúng không? Dạ. Còn bạn kia thì ở gần hơn, chăm sóc. Chiến thắng đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như hai người lạ đã thoáng qua. Dạ, thoáng qua là đời trai khổ lắm. Đời trai khổ lắm. Còn là người lạ thoáng qua không à. Nhà gái thì sao? Nhà gái thì sao nè? Đối với em thì em có hai mối tình. Một mối tình là từ cấp 3 sang đại học, là kéo dài 3 năm. Còn mối tình thứ hai là từ năm 2 đại học cho tới lúc em ra trường được 2 năm. Hai mối tình sinh viên vậy thôi? Dạ đúng rồi. Trời ơi trời, rồi đó bên đây là hai mối tình sinh viên, cũng không có gì nghiêm trọng hết. Vậy là cũng có kinh nghiệm nhiều hơn bên đây. Bên đây người ta người lạ thoáng qua không à. Bây giờ mà mình gặp cái mối tình này nè là mình thoáng qua, nhưng mà là mình phải gieo lợi. Dạ. Mình phải đậu lợi nghe không? Dạ. Rồi giờ mong muốn của bạn gái như thế nào nói chị Lan nghe coi.
Dạ thì chắc mỗi bạn gái của em cũng bình thường thôi chị. Tầm cỡ Nhã Phương là được rồi. Tầm cỡ Nhã Phương là được rồi. Tầm cỡ Nhã Phương là được rồi. Trời ơi. Quá trời bình thường rồi. Em nói vui chứ chắc cũng hiền với lại xinh với lại là có công việc ổn định là được rồi chị. Cũng có tính tự lập giống em là được. Dạ. Cô gái của chúng tôi là coi như là rất là tự lập. Dạ. Và độc lập luôn. Thậm chí dây điện ở nhà hư bà sửa luôn. Bà không có cần ai đâu. Quá tiện rồi. Bản lĩnh ha. Bản lĩnh lắm đó. Rồi. Để tôi qua tôi coi coi nhà gái sao. Dạ, xin mà mời tự ạ. Lập rồi độc lập rồi. Trời ơi cưng quá trời đất. Chính chính hả con hả? Dạ vâng ạ. Còn định chừng nào không lấy chồng? Theo dự định kế hoạch của con thì tầm khoảng 28. 3 năm nữa. Cũng được. Được rồi. Được rồi. Con mong muốn một mẫu người lý tưởng sao? Con sẽ có cái tiêu chí là đầu tiên là người đó phải là một người tử tế, tức là đối xử tốt với mọi người xung quanh và đối xử tốt với cả cái người mình yêu. Cái thứ hai là họ phải là người thực tế, tại vì cuộc sống bây giờ là cuộc sống hiện đại thì mình không có nên quá là mơ mộng. Cái thứ ba nó là tinh tế, tức là trong những cái hành động, hành vi hàng ngày của họ đối với những người khác hoặc là đối với cái người họ yêu thương á, thì họ phải có một cách cư xử nó hợp lý. Còn cái cuối cùng nó sẽ là kinh tế, tức là họ phải có kinh tế để họ có thể lo được cho gia đình của họ. Được không? Được không nhà trai? Ok ok chị. 4T. Dạ. Yeah, okay. 4T. Đúng không? Chị có cái T thứ tư. T từ sao? Dạ. Tinh tế. Em thấy mình chưa tinh tế lắm hả? Dạ. Không có đó rồi, từ từ mình chú mình để ý mình quan sát là được à. Dạ. Không? Rồi. Rồi giờ cho chị Lan hỏi có cái điều gì ở con trai mà em không thích không? Em sẽ không thích một người mà không có cái tính quyết đoán. Quyết đoán không? Dạ có. Dạ có. Có chứ. Đó. Vậy là được rồi. Đàn ông phải quyết đoán. Rồi, bây giờ mình đi với ai nè gái? Đi với em gái của con ạ. Dễ thương quá vậy trời. Xinh quá. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con chào chú Quyền Linh. À, em chào chị Lan. Con 21 tuổi. Con thấy anh sao? Em cũng có nghe anh nói. Anh có một số mối tình thoáng qua thì em cũng chưa biết là anh có đáp ứng được yêu cầu thứ ba của chị em, đó là tinh tế hay không. Chị em cần một cái người có thể gọi là yêu thương cũng như là chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau ở trong cái mối quan hệ đó. Bây giờ con về con có gì góp ý, anh phải làm vậy chị nè, anh thấy này kia nè, thấy không? Anh phải tặng quà cho chị nè, tặng quà cho em nè. Yêu cầu sao là làm vậy đúng không? Dạ. Đó. Okay. Đỡ chị đi ăn chè là phải có một ly chè về cho em. Đúng rồi. Đó, đó là tinh tế đó. Ừ. Đúng không? Con phải chỉ cho ảnh. Rồi, ok rồi, mình đi với ai? Dạ, em đi với hai người bạn của em ạ. Em chào anh Linh, em chào chị Lan. Chào tất cả chương trình ạ. Em thấy sao, bạn gái của chị làm sao? Xinh, dễ thương. Để góc nhìn của mình thì thấy rất là hợp đó. Thì cố gắng là cho cơ hội. Cảm ơn cả chương trình rất nhiều ạ. Rồi, ok em. Bây giờ, mở ra. Bản thân anh thì cũng hơi trầm tính, ít nói, thì cũng không có thể hiện được sự ngọt ngào nhiều lắm. Thì anh chỉ có cái bánh thì cũng hết tấm lòng của anh tặng cho em ạ. Dạ, cảm ơn. Thay cho phần ngọt ngào của anh. Thay cho phần ngọt ngào của anh. Em cũng có một cái bánh tặng anh nha. Cảm ơn em ạ. Dạ, bánh này em làm. Bánh này em làm. Hai đứa tặng bánh nhau không ha? Trùng hợp á. Bây giờ nè, hai đứa nè cùng nếm cái sự ngọt ngào này ở trên sân khấu đi. Buổi hẹn hò đầu tiên nè, dễ thương chưa? Mỗi đứa múc miếng rồi rồi. Ở đây em gửi. Sao, có cảm nhận được vị ngọt của tình yêu chưa em? Dạ, em hy vọng là anh với em thì sẽ cắt được cái bánh nó to hơn một chút xíu và ở một sân khấu là nó lớn hơn một chút xíu ạ. Wow. Trời. Cảm ơn anh. Ông cũng có kinh nghiệm lắm chứ bộ. Rồi, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Thì cái cảm quan đầu tiên thì anh thấy em xinh với lại là cũng hiền. Bản thân anh thì lên đây thì cũng hơi run. Nhưng mà anh cố gắng hát tặng em một bài để cho anh bớt và anh nói chuyện nó bớt run hơn. Rồi đứng dậy hát. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời.
Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thân. Còn gì bằng dẫn bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng ba ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã cho anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng. Nghe nè, nghe nói nhảy hip hop hay lắm, mà nhảy cái coi. Dạ, anh xin phép nha. Dạ. Okay, alright. Thấy nhà trai tôi chưa? Đẹp trai, nhiều tài lẻ. Thôi bây giờ mình nói chuyện với nhau đi nào. Dạ. Đó, cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau thế nào? Trong cái vấn đề về tình yêu á, thì Uyên có quan điểm như thế nào về cái chuyện yêu đương á? Em nghĩ là đầu tiên là tình yêu nó phải cần có sự chung thủy. Chung thủy nó sẽ là cái yếu tố tiên quyết để giúp được là tình yêu nó có lâu bền hay không. Cái thứ hai nữa là về cái việc là người ta phải có cái sự đầu tư về mối quan hệ. Và tình yêu nó không phải là từ một phía, mà là tình yêu nó phải là từ hai phía. Không phải là lúc anh cũng cho em, hoặc là lúc này em cũng phải cho anh, mà tình yêu nó là cho và nhận. Nói chung thì anh cũng quan điểm cũng giống em, cũng chân thành, chung thủy. Có gì thì mình chia sẻ với nhau. Anh hồi hộp hả? Cũng hơi hồi hộp với lại cũng hơi vậy, vậy cho bớt hồi hộp xíu đi, lại gần xíu cho nó bớt hồi hộp. Giờ chạm luôn nè. Đó. Cái vấn đề mình dự định mình tìm hiểu thì khi nào em nhắm mình kết hôn được? Thì phải hiểu thì mới kết hôn được. Còn nếu mà anh tìm hiểu nhưng mà anh tìm hiểu 5 năm, 10 năm anh không hiểu người ta thì cũng đâu kết hôn được. À. Đó. Thì khi nào đủ hiểu thì sẽ tự kết hôn thôi. Trong một tuần thì mình dành bao nhiêu buổi nhau? Với em thật ra thì không ai bằng hoàn toàn hết. Nếu mà người đó đủ quan trọng thì mình có thể sắp xếp được, chứ không phải là không sắp xếp được. Em có cái yêu cầu hay như thế nào đó thì có thể hỏi anh. Em nghĩ là khi mà trong cái buổi đầu tiên nói chuyện thì em nghĩ là em không có nên yêu cầu nhiều quá, tại vì phải cần thời gian để tìm hiểu xem thử là mình có hợp nhau hay không. Đặt trường hợp nếu em là chồng của ấy thì em sẽ làm gì trong gia đình? Cũng giống như bao người chồng khác thôi, thì thứ nhất là anh cố gắng đi làm, và tiền thì anh đưa em giữ. Cũng giống như bao người chồng khác thôi, thì thứ nhất là anh cố gắng đi làm, và tiền thì anh đưa em giữ. Cũng như là anh cố gắng là chẳng hạn như là đi chợ hay như thế nào đó giúp đỡ em. Thì vấn đề về gia đình thì anh làm được hết. Anh có tự tin anh là một người cha tốt không? Chưa làm cha bao giờ nên hơi khó. Chưa làm cha bao giờ nên hơi khó. Tại vì bây giờ anh thấy cái hình mẫu của bố anh hiện tại thì cũng khá là ok, thì anh sẽ cố gắng theo cái hình mẫu của bố anh. Trước mắt thì để anh cố gắng làm cái người bạn trai tốt của em trước đã. Nếu mà cảm thấy ok được thì cái phía sau, cái vế sau thì anh sẽ cố gắng. Thôi thôi được rồi, thôi về ghế đi. Bây giờ những gì mà chúng ta nói để chứng minh về chúng ta đã có hết rồi ha. Bây giờ mình để tay nút bấm đi các bạn. Chị nghĩ là các em cũng đã biết được trái tim của mình đang muốn cái gì. Thì bây giờ chúng ta hãy thực hiện theo cái mong muốn của trái tim và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Chúc mừng. Chúc mừng các bạn này hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Thấy được không? Quá ok. Quá ok ha. Dạ. Thấy được không con? Chúc mừng hai đứa nha. Những món quà từ chương trình gửi tặng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity
trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Xin gửi tặng hai bạn một món quà, đó là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm. Nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm. Etoric với dòng sản phẩm Link Up Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Link Up Collagen giúp làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Có thành phần collagen thủy phân từ cá, dễ dàng hấp thụ nhanh chóng gấp 7 lần so với collagen thông thường. Sản phẩm giúp tăng sinh và cải thiện những tế bào hư tổn, đặc biệt tăng độ đàn hồi da, mờ thâm nám hiệu quả. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal. Với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. Mũ bảo hiểm Royal M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. À, chúc hai đứa hạnh phúc. Mời hai đứa đi mình nè. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy đến với cặp đôi tiếp theo. Lululun mặt nạ số 1 Nhật Bản, tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Đến 2004 thì em có quen mối tình thứ hai. Thì mối tình đó thì đi đến hôn nhân luôn, thì mối tình đó là 19 năm. 19 năm. Dạ. Mấy cháu rồi? Dạ, 4 cháu. Ồ. 4 cháu luôn. Dạ. Cháu lớn nhất là năm nay học đại học năm thứ hai. À, rồi cháu nhỏ nhất. Cháu nhỏ nhất là 4 tuổi. Em thì em lập gia đình được 17 năm và em cũng không có con. Em cũng có thai một lần nhưng mà hư và sau đó thì không có nữa. Em ở tình trạng là ly hôn được 2 năm. Mời nhà trai. Rồi, ngồi lên đây. Mời nhà gái. Rồi, chào nhà gái, mời nhà gái ngồi ạ. Giới thiệu sơ về mình cho bạn gái mình kia biết luôn nha. Dạ, em tên là Nguyễn Hữu Phước, là năm nay 48 tuổi. Em đang sống cùng với ba mẹ ở Gò Vấp. À, quê mình ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Đà Nẵng. Đà Nẵng, sống với ba mẹ thôi. Dạ. Nhà mấy anh em? Dạ, nhà thì có 6 anh em nhưng mà ai cũng ở nhà riêng hết. Là à, dạ, mình ở với ba mẹ ha. Dạ. Rồi mình làm công việc gì Phước? Dạ, ngày xưa thì em làm công ty phần mềm. Bây giờ thì hai con mắt của em nhìn máy vi tính nhiều quá thì nó cũng bị hư rồi. Cho nên bây giờ em làm quản lý cái khách sạn nhỏ nhỏ ở Bình Thạnh. Dạ. Khách sạn đó của ai vậy Phước? Dạ, khách sạn em mướn rồi em tự làm. À, tức là mình kinh doanh là khách sạn đó. Dạ, ha. Dạ. À, cái này là cũng đang phong trào tốt á. Dạ. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình ạ. Em chào chương trình, em chào chị Lan và anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên đầy đủ là Lê Thị Văn Quyên và em năm nay 48 tuổi. Hiện nay em đang là huấn luyện viên sức khỏe. Em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Huấn luyện viên sức khỏe là mình dạy về gym hay là yoga hay là môn khác ạ? Em học bên Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và em hướng dẫn mọi người cái cách ăn uống để mình có một cái vóc dáng tốt và một cái sức khỏe tốt. Quyên là bằng tuổi bên đây luôn á. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Em thì chắc không có ưu điểm gì đâu. Mà em chỉ có khuyết điểm là hơi nóng tính và lúc trước thì cũng gia trưởng. Nhưng mà bây giờ em biết được hai cái khuyết điểm đó của mình rồi thì em cố gắng là hạn chế bớt. Hai cái khuyết điểm nó lớn đó. Dạ, dạ, đúng rồi. Không có nhỏ đâu nha. Dạ. Phụ nữ sợ lắm á. Dạ, dạ. Nên giảm bớt là đúng rồi. Dạ. Mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là em thích giao tiếp và em linh hoạt, năng nổ, năng lượng. Điểm yếu thì em dễ bị thương người á. Em dễ bị thương người á. Đôi lúc mà làm tổn thương người khác thì em hay bị bứt rứt. Làm tổn thương người ta bứt rứt là đúng rồi. Dạ. Đường tình duyên mình sao nè Phước? Dạ, em trải qua hai mối tình. À, ngày xưa khi mà học sinh viên năm 2 thì em có quen bạn đó ở Gò Công.
Thì sau khi ra trường thì bạn ấy về quê em, ra trường em cũng về Đà Nẵng làm, thì mỗi người mỗi ngã thì chia tay luôn. Rồi xong. Dạ. Sau đó em vào Sài Gòn năm 2000 thì em đi làm. Đến 2004 thì em có quen mối tình thứ hai. Thì mối tình đó thì đi đến hôn nhân luôn, thì mối tình đó là 19 năm. 19 năm. Dạ. Mấy cháu rồi? Dạ, 4 cháu. Ồ. 4 cháu luôn. Dạ. Cháu lớn nhất là cháu lớn nhất là năm nay học đại học năm thứ hai. À, rồi cháu nhỏ nhất. Cháu nhỏ nhất là 4 tuổi. Vậy thì hai người mới ly hôn. Dạ, 2 năm. 2 năm nay thôi. Dạ. Có 4 đứa con rồi mà lý do gì căng thẳng lắm ly hôn vậy? Dạ thì cái này cũng âm ỉ từ 10 năm nay rồi, là người vợ cũ em muốn sống ở nước ngoài. Em thì có ba mẹ rồi, em không có muốn định cư ở đó, em chỉ muốn ở Việt Nam thôi. Rồi giờ 4 đứa nhỏ ở với ai? Ba người con gái lớn thì cũng thích đi du học chung với mẹ. Còn con trai nhỏ 4 tuổi thì ở với em. Chỉ có hai cha con thôi. Dạ, ở với ông bà nội. Ba đứa nhỏ giờ ở nước ngoài rồi. Dạ, cũng đang chuẩn bị giấy tờ thôi, chưa có đi. À, chưa đi đúng dạ. không? Đó là lý lịch trích ngang của nhà trai. Còn nhà gái mình thì sao ạ? Em thì em lập gia đình được 17 năm. Và em cũng không có con. Em cũng có thai một lần nhưng mà hư. Và sau đó thì không có nữa. Em ở tình trạng là ly hôn được 2 năm. Mình ở với nhau 17 năm. Ừ. Mình không có con thì đó có phải là lý do để mà mình dẫn đến cái việc mình chia tay không chị? Em nghĩ không. Gia đình ông xã em, ba má chồng em rất là tốt. Ông xã em thực ra cũng là người rất là tử tế. Nhưng mà do là quan điểm của hai người trong cuộc sống á, chị Lan, có những cái nó không có còn phù hợp nữa. Đã cho nhau nhiều cái cơ hội nhưng mà không có thay đổi được. Lâu ngày em bị cảm thấy đuối. Em không thể một mình em mà vực dậy cái cuộc hôn nhân được. Mà bây giờ thì có rất là nhiều những cái công nghệ để mà mình có thể chữa cái hiếm muộn á. Yeah. Thì mình có can thiệp những cái công nghệ đó. Dạ, yeah, em có làm 2 lần. Dạ. Yeah. Do là cái lần đầu á nó không có thuận lợi á. Cho nên lần sau thì cũng có nhưng mà không có giữ được. Một cuộc hôn nhân kéo dài 17 năm. Bên đây 20 năm. Bây giờ mình đã nói qua rồi, mình bỏ qua cho nó qua một bên đi. Còn là những cái ký ức cũng nên trân trọng nó. Còn bây giờ mình sẽ bước một bước nữa, hướng tới một tương lai mới. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Phước? Dạ em thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ em đã trải qua biến cố của cuộc đời rồi. Ngày xưa em cũng gia trưởng rồi cũng nóng nảy vậy đó. Ngày xưa em cũng gia trưởng rồi cũng nóng nảy vậy đó. Thì em biết là những cái đó là gây ra cái hậu quả, cái biến cố trong cuộc đời em. Ngày xưa là em không biết nấu ăn, không có biết giặt đồ, không có biết tắm em bé hay là cho con bú gì đó. Bốn đứa mà không biết luôn. Bây giờ thì em nghĩ là em có thể chia sẻ cái chuyện đó với vợ được. Giờ đang nuôi đứa 4 tuổi dạ, nè. Dạ. Giờ đang nuôi là nuôi trực tiếp luôn hay ông bà nuôi? Anh nuôi luôn em. Dạ, đó, giờ anh nuôi đi rồi anh mới thấy là nuôi một đứa nhỏ nó cực như thế nào. Mình phải trân trọng phụ nữ khi mà họ chăm con đó. Mình đi làm ngoài kiếm tiền thật ra cũng có khổ vất vả, nhưng mà không nó bằng một góc nào mà đối với người phụ nữ mà nuôi mấy đứa con trong nhà chứ. Thật ra bây giờ em tìm trong 8 tỷ người trên trái đất này cũng không có ai bằng vợ em. Hy sinh tính mạng để mà sinh ra 4 đứa con. Đó. Cho nên em mong muốn cái người sau này có thể hiểu được điều đó. Có thể là vợ em lâu lâu gọi điện hay con em gọi điện thì cũng bình thường. Có thể là chấp nhận những chuyện đó. Nên nghĩ cái đó không đến mức đó là cái điều mà văn minh nhất mà chúng ta có thể làm với nhau và làm cho bọn trẻ con. Anh nhưng mà cái này em hỏi thiệt nha, có khi nào một ngày nào đó anh nghĩ là mình sẽ thay đổi ý định và mình sẽ đi qua nước ngoài để đoàn tụ với các con và với vợ cũ không? Vợ cũ em có chồng. Rồi đó. Hỏi giùm đi nhà gái. Chào anh gái. Trời ơi, tóc hai lai ba lai đẹp quá ha. Cô gái rất là xinh xắn, dễ thương chứ bộ, ấn tượng luôn á. Cảm ơn anh. Em mong muốn một người đàn ông lý tưởng thế nào? Cũng như anh Phước, em cũng có tuổi. Cũng mong muốn một người chân thành, có một cái nhà để em chui ra chui vô, biết chăm sóc em. Đương nhiên là em yêu cầu cái gì ở đối phương thì em cũng phải làm được điều đó. Dạ. Mà em chăm sóc thì là số 1 rồi. Em tin, em rất tự tin về cái phần em chăm sóc gia đình. Em đang tìm một người chân thành và xứng đáng với cái tình cảm và sự chăm sóc của em. Tuy nhiên em cũng có đi làm, cho nên phải cho em đi làm, chứ không phải ở nhà cứ suốt ngày quanh quẩn với cái bếp và nấu cơm rồi có mình em làm hết. Em cũng mong muốn ảnh chia sẻ việc nhà với em. Mình cho vợ em đi làm mà bắt buộc vợ mình phải ra nhà với mình đi làm cho khuây chứ ở nhà rất là mệt. Đúng rồi,
vợ chồng mà gặp nhau từ sáng tới chiều tối làm chung với nhà. Rồi bây giờ thôi hai bên chúc gặp nhau rồi bàn tiếp. Phước nay đi với ai? Dạ em đáng lý là đi với ba mẹ với mấy em, nhưng mà đến phút cuối có trục trặc gia đình cho nên có anh chở đi. Rồi mà anh trai có ý kiến ơi. Chào anh Quyền Linh, dạ. Chị Ngọc Tăng. Rồi anh cứ ngồi đi. Nãy giờ ngồi dưới nghe em gái nói rất là tình cảm, rất là chân tình. Đây là cái duyên, cái phận. Cho nên anh mong muốn là hai em nắm bắt cơ hội này. Xin hết. Rồi cảm ơn. Dạ cảm ơn nhà trai. Con anh họ hiền quá ha. Nhà gái đi với ai chị? Dạ em không có ai dạ. đi cùng. Rồi được không rồi. Sao tư vấn cho. Dạ. Rồi mở rào. Tặng em món quà. Cảm ơn. Em cũng có quà cho anh. Em không biết là anh thích gì, với lại em cũng đang đi công tác á, cho nên em nghĩ là thôi thì em tặng cho anh sức khỏe. Đây là món quà sức khỏe của em. Bên trong này là cái phiếu chăm sóc sức khỏe. Rồi hai người nói chuyện như nào? Em chào anh Phước. Em tên Nguyên. Dạ em tên Nguyên. Anh có tặng em món quà đó, trong đó là quả địa cầu. Em chỉ cần yêu thương anh thôi, còn thế giới này để anh lo. Em chỉ cần yêu thương anh thôi, còn thế giới này để anh lo. Hai anh chị cảm nhận về nhau như thế nào khi mà mở cái hàng rào ra? Có giống như là những gì mà chúng ta tưởng tượng không ạ? Anh thấy em dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Em có hay lên Sài Gòn không? Dạ có ạ, em hay đi công tác ở Sài Gòn lắm. Anh làm việc như vậy là có bận rộn hay là có làm ca hay làm đêm gì không? Không, anh làm thì chủ yếu coi qua camera thôi. Khi nào có nhân viên nghỉ thì anh thế thôi. Sao anh lại chọn ngành khách sạn? Ngày xưa anh làm công ty đó, mướn cái mặt bằng ở dưới thì nó nhiều tiền quá, anh mướn nguyên căn á. Thì mấy cái phòng ở trên xe lại là anh làm công ty ở dưới. Trước đây anh có học về bên khách sạn hả? Anh chỉ học về làm phần mềm thôi. Sao tự nhiên cái anh thích khách sạn? Chắc cái đó có duyên hay sao? Anh hỏi em đi. Em cần một người có nhà đúng không? Dạ. Thì bây giờ em muốn ở quận 12 hay là quận 10? Dạ, ở đâu cũng được nhưng mà sạch sẽ. Dạ, em cần cái nơi sạch sẽ chứ không phải là biệt thự gì. Anh thì đang ở với ba mẹ, nhưng mà anh có nhà đang cho thuê làm căn hộ. Dạ. Thì em muốn ở thì anh sẽ thiết kế cho em. Dạ, ồ tuyệt vời quá, em cảm ơn anh. Anh sẽ chăm sóc em như thế nào? Lúc trước giờ anh có chăm sóc cho con nhỏ à. Người vợ trước thì lúc đó anh rất là gia trưởng. Dạ. Anh chưa bao giờ nghĩ là anh phải rửa chén hay là nấu cơm. Dạ. Tất cả là vợ anh lo hết. Dạ. Nhưng mà sau này khi mà anh sống độc thân rồi, anh sống với con anh thì anh mới biết là đáng lý là trước đây mình phải chia sẻ những cái chuyện đó với vợ. Dạ. Thì bây giờ anh nghĩ là anh có lỗi với vợ anh rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà cái gì nó qua rồi thì mình không thể quay lại được. Dạ. Thì bây giờ anh sẽ bù đắp cho cái người sau. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng chia sẻ về phần đó, tức là em cũng không phải là người hoàn hảo. Khi mà em ly hôn rồi thì bắt đầu em mới đi học những cái lớp về phát triển cá nhân. Thì em mới phát hiện ra mình có rất là nhiều khuyết điểm. Cho nên là với một cuộc hôn nhân mới thì chắc chắn em sẽ có những cái hành xử đúng hơn, từ lời nói cho tới hành động. Khi mà em làm một cái gì đó anh không vừa ý á, thì anh Phước sẽ làm gì? Thì anh chỉ nhắc em thôi. Nếu như em mà đang nóng thì anh kiếm chỗ khác anh đi, rồi khi nào em nguội rồi anh nói chuyện tiếp. Nếu bạn ấy làm sai thì Phước sẽ làm gì? Quay lại điều một là bạn ấy luôn đúng. Cảm ơn anh Linh. Anh cho em hỏi hiện nay là anh đang sống với ba mẹ và em bé nhỏ nhất hả? Đúng rồi. Nếu mà em về ở với anh á, thì không phải là mẹ ruột, thì không biết có cản trở gì vì vợ anh là người sinh ra bé. Theo anh thì nó ảnh hưởng như đến bé nhỏ không ạ? Ai mà cho đồ ăn là bé kêu mẹ chứ. Rồi bây giờ thì Phước bước tới nắm tay bạn gái đi nào. Em xin phép là chương trình á, là tại vì em cũng chưa có quen biết gì anh á, hôm nay á thì cho em thêm thời gian. Dạ em đồng ý, nhưng mà trước mặt mọi người em cũng ngại nắm tay rồi đó. Dạ không tùy biết có thôi. Được không? Dạ em cảm ơn. Bây giờ chúng ta bàn đến chuyện xa hơn đi. Nếu như chúng ta quen nhau, hợp ý với nhau và chúng ta tiến tới một bước xa hơn, đó là kết hôn, thì hai anh chị sẽ tính như thế nào trong cái câu chuyện hôn nhân đó? Con chung nè, rồi con riêng nè. Thì em thương con anh giống như con em vậy là được rồi. Em thì rất là thích trẻ con.
Cho nên là em nghĩ thương bé không thành vấn đề đâu. Thậm chí là em dành hết tất cả cái tình thương của mình để dành cho em bé này. Chúng ta cho thời gian bao lâu để tìm hiểu nhau để đưa đến hôn nhân? Anh cho em thời gian 1 năm. Được. Được. Em thì nghĩ đến chuyện tìm một người mới. Nhưng mà cái hình ảnh mà đám cưới á, thì em chưa có trong đầu. Tại em cũng trải qua một cuộc hôn nhân rồi cho nên em cũng hơi ngại, hơi nhút nhát một xíu. Nếu mà chấp nhận thì anh cho em thời gian để em có cảm giác với anh, cảm xúc với anh. Được. Dạ, cảm ơn anh. Em thì em sẽ sắp xếp công việc trong cái thời gian tìm hiểu và quen nhau để có thể thuận lợi hỗ trợ cho anh. À, anh có muốn em hỗ trợ cho anh cái việc kinh doanh hiện nay hay không? Sau này là tính, bây giờ hiện tại thì chưa cần. Em muốn hỏi rằng là anh có muốn em can thiệp hỗ trợ cho anh để phát triển cái công việc kinh doanh của anh hay không á? Hay là có một số người họ không thích vợ làm việc của họ, vợ hãy làm việc của vợ, còn họ sẽ làm việc của họ. Anh thích hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng thì nó sẽ phát triển hơn. Dạ, em cũng đồng ý với cái quan điểm đó. Hết rồi anh Linh. Hết chưa? Dạ, hết rồi. Rồi, ta về ghế ngồi đi. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra lại hết đi. Nếu như các bạn đồng ý bấm nút, chúng ta sẽ nắm tay nhau và đặt một nụ hôn để chứng minh cái sự bấm nút đó là đúng. Còn nếu như mình không chấp nhận điều đó, chúng ta không cần bấm nút. Em gái suy nghĩ cho kỹ nha. Quyền quyết định là của các bạn. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Anh Phước không bấm. Dạ, bởi vì em nghĩ em chưa quen được người cũ. Chưa quen được người cũ thì cũng không nên bấm để làm tổn thương người khác. Dạ. Chúng ta có thể làm bạn với nhau. Dạ được, không thành vấn đề. Bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululu, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của Em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululu Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululu. Xin gửi tặng hai bạn một món quà, đó là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm. Nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm. Etoric với dòng sản phẩm Link Up Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Link Up Collagen giúp làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Có thành phần collagen thủy phân từ cá, dễ dàng hấp thụ nhanh chóng gấp 7 lần so với collagen thông thường. Sản phẩm giúp tăng sinh và cải thiện những tế bào hư tổn, đặc biệt tăng độ đàn hồi da, mờ thâm nám hiệu quả. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal. Với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. Mũ bảo hiểm Royal M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc chúng ta sẽ luôn luôn gặp mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Dạ, cảm ơn anh Linh, cảm ơn anh Phước. Cảm ơn chị Lan. Rồi, mời nhà gái đi đường này. Cảm ơn. Xuống đi em đưa quà xuống cho. Chúng ta vừa theo dõi câu chuyện hẹn hò ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Mời các bạn xem bản hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.